Hoàng Sa Lộ và Công Quẩy, bộ đôi đã tạo ra được một công thức mà khiến cho thủ môn của Nghĩa Hưng FC Tân Bốc Phong phải làm việc vất vả. Và phần may mắn vừa rồi, tình huống đánh đầu của Công Quẩy lại đi đúng vị trí của Tân Bốc Phong đã lựa chọn. Nếu như bóng chếch sang góc xa và hiểm hơn một chút, cối đây không vào. Đó là một pha bóng đối mặt đầu tiên của trận đấu này. Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm ở trận thắng của đối phương, vào lưới của họ có thể đến bất cứ lúc nào mà chỉ cần những sai số. Và vẫn còn đó là những sự chắc chắn dành cho thủ thành Tân Bốc Phong. Hà Phan, Hoành Ca, đó là Hoành Ca, vẫn còn Hoành Ca, có thành dứt điểm. Một tình huống trích mũi dày, 1-0 dành cho 80 Thành Nam. Rất nhiều những cú dứt điểm, nhưng khi bàn thắng đến, nó đến với một kịch bản rất nhẹ nhàng của Hoành Ca. Sự tinh tế dành cho Vumatiao số 98. Như đã nói, phòng ngự quá nhiều cho Nghĩa Hưng không phải là một bài toán mà họ mong muốn để nó xảy ra. Và lúc này thì tỷ số cũng đã bắt đầu mở dành cho 80 Thành Nam. Có thể dứt điểm, đó là Paris. Chân trái, bóng vừa xa, đủ được ra chân rất mạnh của Vinh Mốc. Nó cũng là một lời đáp trả của các thủ bên phía Nghĩa Hưng FC. Pha bơm giữa Paris và Vinh Mốc. Và trước đó là một cú đá của các thủ 80 Thành Nam bị chặn lại bởi Công Sa Vi. Như vậy là có bàn thắng thứ hai dành cho các thủ 80 Thành Nam. Tỷ số được nâng lên là 2-0. Những pha chuyển trạng thái tấn công rất nhanh dành cho các thủ 80. Người ghi bàn lần này đó là Hà Phan của thủ Marcel số 4. Đợi tỷ số lên 2-0 dành cho 80 Thành Nam. Hà Phan, có cú đúp dành cho Hà Phan, chính xác rồi. Với một tình huống thoát xuống nhanh và đối mặt như vừa rồi thì cú đúp cũng là điều đơn giản thôi. Tỷ số là 3-0 dành cho các thủ 80 Thành Nam. Một pha dạt biên của Hà Phan và rất mạnh mẽ để có thể xộc thẳng vào trung lộ, đánh bại thủ thành Tân Bốc Phong một lần nữa. Các thủ Nghĩa Hưng FC họ có lẽ cũng đã chuẩn bị trước rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn ở hệ thống phòng ngự của các thủ Nghĩa Hưng. Và phản công nhanh, khoảng trống Phú Yên, xoay sở rất khéo, 4-0 dành cho 8x Thành Nam. Lần này là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Marcel số 78. Khi cũng có bàn thắng dành cho riêng mình khi anh được sử dụng. Một pha bóng mà Phú Yên đã lắc hầm sang cánh phải để tạo ra khoảng trống ở chân thuận một cách rất nhịp nhàng dành cho các đội FC Nghĩa Hưng. Phú Yên, Kim Say ở tuyến trong, Kim Say không vào. Di chuyển thì rất nhanh, nhưng khi đến dứt điểm thì Kim Say lại quá hiền. Tuấn Messi, vẫn còn Tuấn Messi. Vinh Mốc, Công Sa Vi, nguy hiểm. Và trả bóng hơi nhẹ. Và trả bóng vừa rồi là của Linh Rabot. Thứ nhất là cả hai đội bóng đều mở ra những đợt tấn công ăn bàn. Trong đó là pha bóng mà Linh Rabot để bóng, và trước đó là Kim Say. Đường chuyền ca ngang của Phú Yên là rất vừa tầm, nhưng khả năng chuẩn, đặc biệt là vị trí của thủ Marcel số 12, Paris sẽ đá thấp nhất trong hệ thống đội hình của các thủ Nghĩa Hưng. Vừa rồi là bàn thắng thứ 5 dành cho 80 Thành Nam.
Phạm Thăng là người đã ghi bàn thắng thứ 5 dành cho trận đấu này. Vẫn đang rất đều đặn nhà đạn dành cho các cầu thủ 8x tây nam trước đối thủ trận đấu ngày hôm nay. Một pha cho khe và di chuyển rất khôn ngoan, thậm chí là tình huống chuyền bóng vừa rồi của đội dành cho Phạm Thăng đó loại đến hai cầu thủ của các cầu thủ bên phía FC Nghĩa Hưng. Hai người đã cắt đợt tấn công vừa rồi của Nghĩa Hưng. Xoay sở, đây rồi, dứt điểm đi, rồi cứ vào. Đủ thời gian và khoảng trống dành cho Tuấn Anh. Tuy nhiên cú đá vừa rồi của Tuấn Anh và vẫn khá yên đối với khả năng xoay sở của thủ thành Tuấn Nam. Can thiệp bằng chân của Tuấn Em và theo đó sẽ chỉ có đá phạt góc. Nguy hiểm đánh đâu. Cuối cùng thì cũng có pha làm bàn dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng FC. Người ghi bàn đó là trung vệ số 12 Paris. Một trong những mắt xích được sử dụng để đá phòng ngự như anh đã chất chiêu tham gia trong một tình huống tấn công và bàn thắng đầu tiên sau hơn một hiệp đấu dành cho các cầu thủ Nghĩa Hưng. Hy vọng là với bàn thắng này họ sẽ giải phóng được những đôi chân. Cú đen, một pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Tình huống của Duy Lực và pha chuyền bóng từ cánh trái là cú đen. Do vậy thì bàn thắng lúc này nó cũng không phải là vấn đề quá lớn dành cho các cầu thủ của 8x tây nam. Hoa xa lộ vẫn đang rất bền bỉ cho số 8 sút xa. Pha lấy bóng rất nhanh và quan sát thấy thủ môn đứng sai vị trí. Hoa xa lộ đã có một cú đá từ xa, một bàn thắng rất đẹp của số 8. Đợt tỷ số lên 6-1 và bây giờ thì anh rời sân. Cuối cùng thì cầu bao của các cầu thủ 8x tây nam cũng đã được sút xa. Điều này cũng sẽ phần nào đó giúp cho các vị trí tiền vệ phòng ngự của Nghĩa Hưng sẽ dễ thở trong những phút sắp tới. Có lẽ là như vậy. Nhưng ở trên sân vẫn còn rất nhiều những cái tên có lối đá nhanh mạnh giống như là Hoành Ca hay là bây giờ cả sự trở lại của Hà Văn. Các cầu thủ Nghĩa Hưng cũng có pha làm bàn. Hai đội bóng đang tạo ra thế trận rất mở và đôi công. Vĩnh Mốc vừa có bàn thắng thứ 2 dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng. Tỷ số rút ngắn còn 6-2. 2-6 dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng ngay khi mà Hoa Sa Lộ có bàn thắng. Hà Phan, cú đen vẫn là số 17 của cầu thủ 8x tây nam, có thể dứt điểm. Thật đáng tiếc dành cho cầu thủ Nghĩa Hưng AC. Mảnh lưới của họ tiếp tục bị rung lên và đó là bàn thắng thứ 7 dành cho cầu thủ 8x. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ của 8x của cầu thủ Nghĩa Hưng khi mà họ liên tiếp để cho đối phương ghi bàn với số lượng nhiều hơn so với phần còn lại mà họ có thể thiết lập thêm bàn thắng. Bóng tìm đến cột dọc. Rất tiếc dành cho các cầu thủ Nghĩa Hưng. Không phải là không có những cú dứt điểm uy lực mà các cầu thủ bên phía Nghĩa Hưng tạo ra. Tuy nhiên thì họ vẫn đang kém một chút may mắn ở trong trận đấu này. Sai ngang cột dọc đã thứ tư đi những bàn thắng mà họ có thể có được. Một bóng nguy hiểm, Hồng Phát. Đó là trận sút còn lại dành cho các cầu thủ 8x tây nam. Tỷ số là 8-2 dành cho trận đấu này.
Số 69 Hùng Võ cũng ghi bàn một cách rất đơn giản. Một tình huống lốc bóng qua đầu thủ môn đối phương. Thành công theo dõi lại tình huống này. Rất tinh tế dành cho Hùng Võ. Bàn thắng vừa rồi điểm 10 ở chất lượng của các cầu thủ. Đấy rồi, bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng FC. Và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ mặc chiếc áo số 26. Rất nhiều bàn thắng được ghi ở trong trận đấu này. Một trận đấu tưng bừng mà đội bóng tạo ra thế trận đôi cầm ở ngay từ đầu. Công Quẩy. Nhịp phá bóng của Công Quẩy. Hợp lý. À Văn. Ôi! Tình huống rất hay dành cho các thủ 8x Thành Nam. Hà Văn đã có một ngày thi đấu thực sự rất nổi bật. Đây là tình huống mà anh đã hoàn thành xong hat-trick của mình. Những công rất lớn trong tình huống vừa rồi phải nói về Công Quẩy. Đó là pha lập công. Và tiếp tục có pha làm bàn nữa. Thực sự đây là một trận đấu mà chúng ta không kịp để cập nhật về bàn tỷ số cho những phút vừa qua. Quá nhiều những bàn thắng và bây giờ đến lượt Phú Yên. Tỷ số đã chạm đến con số 10 bàn thắng dành cho các cầu thủ của 8x Thành Nam. Vĩnh Mốc. Vĩnh Mốc rất nhịp nhàng. Bàn thắng thứ 4 dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng. Từ thời điểm còn lại của trận đấu này, chúng ta đang được thưởng thức một bữa tiệc bàn thắng được thực hiện bởi chính các cầu thủ hai đội, đội ta Bích Thành Nam và Nghĩa Hưng tại khu liên đoàn thể thao Vạn Xuân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có một quả đá phạt và có vẻ như là trọng tài đã công nhận một quả pen dành cho các cầu thủ của Nghĩa Hưng FC. Kim Phạm là người đã can thiệp cho tình huống vừa rồi và có pen cho Nghĩa Hưng. Vị trí của thủ môn đó là Trung Lukaku. Không phải, ở hiệp đấu này lúc này không phải là Trung Lukaku mà là Công Savi ghi bàn trên chấm penalty. Ít nhất thì các pha phản công lên Công Quẩy vẫn có thể có bàn thắng dành cho các thủ 8x Thành Nam. Lần này là bàn thắng của Kim Say. Lên bóng là có bàn, lên bóng là có bàn. Đó là bối cảnh chung mà hai đội bóng đang tạo ra từ điểm này. Tuy nhiên để có thể làm một trận đấu vượt qua được 8x Thành Nam cho Nghĩa Hưng sẽ là một điều. Vĩnh Mốc chân trái. Tình huống rất quyết đoán dành cho số 16 Vĩnh Mốc. Cú đá chân trái
Và đó cũng là điều đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giao hữu giữa 8X Thành Nam và Cao Tùng Nghĩa Hưng. Bàn thắng của Vinmoc cũng là bàn thắng còn lại trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Cao Tùng 8X Thành Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 11-6. Cảm ơn những sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai với những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ, tôi là Nhiệt và nhà Mỹ Kích thân ái chào tạm biệt.